Hello anh em nhá. Đêm hôm đóng hàng gửi cho anh em này. Đây là cái tờ hướng dẫn mình gửi theo anh em cầu Lăng C nhá. Đóng hàng gửi cho anh em câu Tết này. Tết đến nơi rồi. Tết năm nay rảnh anh em là rảnh tha hồ mà đi phụt Lăng C nhá. Tương đối này. Đấy, ở trong cái hộp mà mỗi một cái lăng xê thì mình gửi thì có lăng xê với cả mồi để cho anh em câu thử với cả cái tờ hướng dẫn của mình với cả xốp để cho anh em câu anh em nhé. Đấy, anh em lấy 3 bộ trở lên nhá thì mình mới gửi anh em nhá. Một hai bộ thì nó không có. Giá rổ giá thì vẫn thế thôi, lăng xê của mình là đắt nhất Việt Nam luôn, 50.000 bộ anh em ạ. Nó là cái thương hiệu rồi, nó phải khác. Cái lăng xê của mình đóng thì anh em biết rồi đấy, cá mú là đóng nó khác bọt luôn. Anh em nào nhận được hàng, các anh em mà nhận được hàng ấy mà mình gửi ấy, thì thắc mắc gì về trộn mồi hay là cách câu thì cứ alo cho mình, số điện thoại có rồi đấy. 0374168286, anh em cứ thế mà phệt thôi. Số điện thoại của mình 0374168286 đấy. Anh em ở trên cái tờ hướng dẫn này mình cũng có ghi số điện thoại của mình rồi. Anh em nào mà lười đọc thì nghe trên này ghi lại anh được. Tuần này shop mình đổ cho anh em có mà câu đến mỗi anh em gửi đi, mình gửi đi này shop có mà câu cả năm không hết anh em nhá. Shop mình shop chất lượng, không không ném xuống là nó không bị bở ra ngoài đâu. Nhiều anh em mua cái shop mà mềm quá nên lúc vụt ra nó vỡ hết cả shop ra rồi. Ok, mình bây giờ mình lấy băng keo mình quẹt lại để gửi cho anh em nhá. Anh em nhận được hàng thì quan tâm thì cứ nhắn tin cho mình, thắc mắc gì thì alo cho mình luôn, trực tiếp hướng dẫn thì nó dễ nhá. Thực ra cái tờ hướng dẫn nó cũng có full đầy đủ hết rồi, anh em nào mà không hiểu nữa thì cứ gọi cho mình, không vấn đề gì cả. Ok anh em, hẹn anh em ở các cái video mình đi câu cá nhá. Thank you.